Sáng mùa thu Hà Nội và Xuân Quỳnh đang cảm thấy mình như lạc vào một khu vườn cổ tích. Gọi là khu vườn cổ tích bởi vì ở đây có đa dạng các loài cây cối khác nhau với nhiều bối cảnh phong phú khác nhau để chị em có thể thỏa sức chụp ảnh và thưởng thức cái không gian tuyệt vời này. Tuy nhiên Xuân Quỳnh cũng đang tò mò là để mà tạo nên được khu vườn khổng lồ này thì người đã tạo dựng ra nó có câu chuyện như thế nào và điều gì cần chia sẻ với chúng ta. Hãy cùng theo chân Xuân Quỳnh nhé. Chị Ga, em chào chị. Chào em. Giới thiệu tới quý vị, đây chính là chị Ga, người chăm sóc và tạo nên cái khu vườn mà em gọi với quý vị khán giả là khu vườn cổ tích. Thế nhưng mà đi được một đoạn thì em lại nhận ra đây là bảo tàng thì đúng hơn. Vì có quá nhiều các loại thực vật khác nhau. Cái diện tích chính xác của mình ở đây là bao nhiêu hả chị? Nó khoảng rơi vào 50.000 mét. Tại sao em đi có một đoạn em đã thấy mỏi chân đấy, rồi. Em đấy. Khám phá hết. Ở đây thì là cái công viên gần như là rất là nhiều loài cây, loài hoa được bảo tồn, được chăm sóc tại đây. Em đang nhìn thấy đây là nhìn rất là lạ và màu sắc của nó ngay lập tức thu hút cái con mắt của em luôn. Đây là loài cây gì chị? Đây là loài hoa ngọc bích, một loài cây leo. Đấy, nó cũng mới được du nhập vào Việt Nam thôi nha. Nó cũng chưa được ở Việt Nam mình lâu đâu. Nó xuất xứ là ở Brazil. Cái mùa này là mùa hoa chính của nó. Và quý vị, sáng sớm như thế này đã thấy chị Nga cặm cụi ở đây rồi. Em nghĩ là chị phải có một tình yêu cũng khổng lồ y như là cái khu vườn này thì mới có thể là đến đây chăm chút từ sáng sớm thế này. Chắc là chị phải cùng ăn, cùng ngủ với cái khu vườn này luôn. Chăn trở lắm. Bởi vì cái thời tiết của miền Bắc mình nó rất là khắc nghiệt. Cái mùa hanh này thì nó rất là khô. Kiểm tra liên tục để xem là cây nào mà thiếu nước là phải bổ sung cho cây ngay. Nếu không thì không thể duy trì được một cái vườn đẹp như này đâu em. 2012 thì sau khi tôi nghỉ việc ở cơ quan là Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương về đây để tham gia. Cái lúc đấy ấy, mình cũng cảm thấy là nếu mà đi làm cơ quan ấy thì nó mất nhiều, rất là nhiều thời gian, chỉ được tham gia vườn cây 2 ngày cuối tuần thôi. Thế thành ra là mình cái niềm đam mê thôi thúc mình là nghỉ cơ quan để mình về mình cùng làm việc với lại gia đình về cái phát triển về cái ngành hoa cây cảnh này. Trong 10 năm qua ấy, việc mà mình sưu tầm và mình phát triển những giống mới, mình đưa ra các cái kinh nghiệm mà mình làm được và mình tư vấn cho mọi người đến đây vừa chơi vừa ngắm hoa và vừa được mang cây về nhà trồng. Tôi cũng xuất phát từ cái lúc mà từ thuở bé mình đã được nhìn người lớn trồng cây, nhìn người lớn trồng hoa. Thế do vậy là mình nghĩ là muốn một đứa trẻ nó lớn lên, nó yêu hoa, yêu cây thì ngay từ bé chính những người thân của chúng ta, những người xung quanh chúng ta phải cho nó chứng kiến cái việc mà làm cây, làm hoa như thế nào. Tất cả những cái đấy là để cho các con thẩm thấu từ từ. Và tương lai các con sẽ là một cái người mà nối mình để làm nên cái tình yêu thiên nhiên đó. Nhìn vào những hoạt động và những hình ảnh như thế này thì với một người khách như em thôi, lâu lâu mới đến đây một lần thì em đã thấy có cảm hứng và thấy thêm yêu thiên nhiên và yêu những thứ gần gũi xung quanh mình. Còn với chị Nga và những người ở khu vườn thì thấy hàng ngày, hàng giờ thì điều mà chị cảm thấy tuyệt vời nhất và ý nghĩa nhất mỗi ngày mình đến làm việc ở cái khu vườn này nó là gì hả chị? Chị luôn được hòa mình với thiên nhiên. Chị được sống mà cùng chăn trở với thiên nhiên, cùng chăn trở với cỏ cây hoa lá. Đấy là cái hạnh phúc của mình. Xuân Quỳnh nghĩ là nó là năng lực của thiên nhiên đấy, của cây cối. Tức là nó giữ gìn cho mình này, nó nuôi dưỡng và nó cân bằng lại cho mình rất nhiều. Ở đây cũng sẽ là một trong những lý do để mà chúng ta mỗi ngày thức dậy và cảm thấy yêu đời hơn. Đúng rồi.